Stylist Việt xuất hiện với áo dài trên thảm đỏ, bế mạc Cannes 2023. Ngoài gia đình của đạo diễn Trần Anh Hùng, Kỳ Anh Nguyễn là một trong những người Việt hiếm hoi được xuất hiện tại Cannes lần thứ 76. Ngày 28 tháng 5, giờ Việt Nam, Liên hoan phim Cannes 2023 chính thức kết thúc. Các ngôi sao quy tụ để bước trên thảm đỏ lần cuối trước khi người chiến thắng được công bố trong phiên bản thứ 76. Trong đó, toàn thể công chúng Việt Nam không khỏi tự hào với thành tích đạo diễn xuất sắc nhất Cannes 2023 của nhà làm phim Trần Anh Hùng, cùng tác phẩm Le A Passion Zedodin Buffin The Port of Field. Ngoài sự có mặt của đạo diễn 61 tuổi, giám đốc sáng tạo stylist Kia Nguyễn cũng là người Việt được vinh dự trở thành khách mời của thảm đỏ danh giá nhất nhì hành tinh. Nam thần của giới mộ điệu Vbiz xuất hiện cùng diễn viên người Đức Daniel Brühl với một chiếc dài cách tân được làm bằng da cứng gắp đính nút vàng ở cổ tay. Bên cạnh đó, thần thái sắc lạnh của Kia Nguyễn cũng khiến nhiều người phải bất ngờ vì đẹp không góc chết. Kia Nguyễn là một trong những người sáng tạo thời trang đình đám của showbiz Việt. Anh từng hợp với những ngôi sao như Hồ Ngọc Hà, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Ngọc Trinh. Đặc biệt hơn, anh chàng còn từng hợp tác dự án với diễn viên hàng đầu Hoa ngữ Phạm Băng Băng và Jackson Quang vào tháng 3 năm 2023.